Vấn đề việc làm ở châu Âu trở nên cấp bách. Người trẻ châu Âu đang tìm kiếm một cách tuyệt vọng công việc làm. Thất nghiệp của giới thanh niên là một trong những vấn đề cấp bách nhất của cuộc khủng hoảng nợ đang diễn ra. Hôm thứ Tư, Thủ tướng Đức bà Angela Merkel đã tổ chức một cuộc họp với khoảng 20 nhà lãnh đạo châu Âu để thảo luận về cách giải quyết tình trạng thất nghiệp của thanh niên. Khoảng 25% những người dưới 25 tuổi trong Liên minh châu Âu không có việc làm. Tỷ lệ này tăng lên đến 50% ở các nước bị suy thoái nặng nề như Hy Lạp và Tây Ban Nha, dẫn đến lo ngại về một thế hệ bị mất. Nhiều người đổ lỗi cho Đức và đòi hỏi thắt lưng buộc bụng của chính phủ nước này đã dẫn đến mức độ thất nghiệp tồi tệ này. Nhưng bà Merkel muốn thách thức quan điểm đó. Các nhà lãnh đạo thảo luận về cách tốt nhất để chi tiêu 6 tỷ euro trong 2 năm tới để tạo ra công việc làm và cung cấp các chương trình đào tạo và học nghề. Bà Merkel nói bà không nghĩ rằng tiền bạc là vấn đề vào lúc này, mà vấn đề là làm thế nào để kiếm tiền trong tương lai, làm thế nào để cung cấp cho người trẻ một cơ hội, làm thế nào để cung cấp tín dụng cho các công ty vừa và nhỏ để họ có thể trả lãi suất. Nói tóm lại là làm thế nào để khởi động lại nền kinh tế. Hội nghị thượng đỉnh diễn ra 2 tháng rưỡi trước khi bà Merkel hy vọng sẽ được tái đắc cử. Và những người chỉ trích cho rằng tất cả những gì bà làm chỉ là để lấy lòng công chúng. Tuy nhiên, cũng có người cho rằng không phải tất cả các thảo luận chỉ để vận động bầu cử. Các chính trị gia đang tìm mọi cách để cho người dân ngừng xuống đường, đặc biệt là ở miền Nam châu Âu. Nếu trong mùa hè này họ không giảm bớt các biện pháp thắt lưng buộc bụng, nếu họ không thực hiện một số chính sách tạo ra tăng trưởng, thì tình trạng bất ổn xã hội có thể lan rộng ra khắp châu Âu. Một số các nhà kinh tế nói rằng, thay vì đưa ra các chương trình tài trợ, các nhà lãnh đạo châu Âu nên tập trung vào việc thúc đẩy thông qua các cải cách. Các biện pháp giúp nâng cao tính linh hoạt, làm giảm sự cứng nhắc của thị trường lao động, giúp cho việc tuyển dụng và sa thải dễ dàng hơn để cho số lượng nhân viên theo sát với sản lượng hơn. Nhưng có thể sẽ còn có thêm thắt lưng buộc bụng vượt qua mức sẵn sàng chấp nhận của nhiều người châu Âu. Các nhà lãnh đạo châu Âu không muốn tạo thêm khó khăn trong ngắn hạn cho các công dân của họ, ngay cả khi những điều này dẫn đến tăng trưởng trong dài hạn.